Rồi chào cả nhà, đây là cua hoàng đế nha. Em mới vô cua hoàng đế này. À, khá là ngon, tươi luôn. À, em này có trứng luôn. Này cua hoàng đế nha. Đó, hàng tặng đáo của em nha. Anh chị em này ăn thì cái alo em. Hàng mà chất lượng. À, giá chỉ 750k thôi. À, em ship tặng nơi. Ok. À.